Xin chào tất cả quý chú bác mình ha. Em là Lai, tiếp tục là em đây. Hôm nay ngày 14 nha anh em, ngày 14 tháng 10 em lên một video gồm 19 món hàng. Tất cả nè, toàn là hàng nào cũng vậy. Tiện đẹp lựa từng cây hết, giá cả rất ưu ái nha anh em. Giá cả rất là mềm, rất là ưu ái. Đó, quý anh em nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ tiếp em ha, đăng ký kênh rồi nhớ bấm vô subscribe theo dõi đi khi mới video lên. Anh em sẽ nhận được cái thông báo mà chủ động thời gian mình sắp xếp, mình xem sớm, mình chốt sớm nha anh em. Video bên em bán lẹ lắm. Lên video vài tiếng đồng hồ là bán phần nửa rồi, phần nửa đến hơn rồi ha. Anh em nhiều khi anh em xem trễ, anh em mua không có kịp những mặt hàng mình đăng ý, mình muốn mua lại cũng không có để mua nha quý anh em. Chốt đơn thì quý anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 em tên nghiệp nha. Em không chốt đơn trên một lượng YouTube thì mong quý anh chị em thông cảm giùm em, chỉ chốt đơn Zalo số điện thoại thôi. Đó, phí ship mặc định 30.000, hàng ship tận tay quý anh em mình, kiểm tra thanh toán và trả tiền nha. Anh em không phải mất khoản phí nào hết. Rồi không mất thời gian nhiều, em tranh thủ lên luôn nha anh em ơi. Tiếp theo lên cho anh em mình, em cần rút nha. Cần rút lóng lở, cây này thu gọn 70cm nha quý anh em. Cây này hàng carbon, nó mất một cái nút đít dưới này. Quý anh em lưu ý mình mất nút đít dưới này nha. Cây này cứng 15 và 2m4 nhưng mà thực tế nó cứng hơn nhiều nha. So với cần lùa cho nó cỡ MH hơn MH luôn á. Rút 2m4 nha, cây này về anh em câu đa năng, là câu lăn xê, câu lùa gì vẫn được hết rồi nha anh em. Hãng của Rô Mazzone. Đó, cây này khoan hãng, bắt máy hãng nha anh em. Bất mấy hãng, quen hãng cũng là quen tốt của nó nha. Hàng carbon còn rất là đẹp nè. 2m4 cần rút nha, thu gọn 70cm hàng carbon. Rất là cứng, anh thấy không? Cứng lắm. Cây này cân nặng của mình thì nó cân nặng là 155g. Ngọn 2 ly, cây này mã số 1, em bán giá 400 nha. Mã số 1 giá 400, tiếp tục lên với quý anh em mình. Nên cần như trong 2 khúc nha anh em, 2 khúc 2m7 nha. Nó cái mút dưới này nó giống như bị chuột gặm, nó nhầm dưới này nè, vua kẹp gì đó. Hàng carbon nha quý anh em, bắt máy Fuji carbon chính hãng nè. Sóng 2 da lên với sóng thường đây, sóng bị chép 2 da luôn nè. Cứng 50, 2 khúc 2m7 cần dưới trong nha anh em, sóng 2 da luôn. Khoen Fuji. Họ mấy cần dây trong này thì em bán giá rất rẻ nha, và em tư vấn rất là nhiều rồi. Em không lặp lại thì quý anh em nào mình cảm thấy mình đang cần hoặc là thích hợp với mình thì mình mua nha. Cây này 2 khúc 50, 2m7 nha anh em. Carbon. Đó. Rồi cây này cân nặng của mình thì nó nặng là 300g đúng luôn. Đúng 300g, cây này ngọn của mình 2 ly. Và cây này mã số 2 em bán giá 500 luôn nha. Mã số 2 giá 500, tiếp tục lên cho nên là một anh em mình đây là một cần siêu, cái cần tay trả máy nha nè. Cây này cần VIP nha, cây này hàng của NFT bắt máy titanium nè. Hàng của NFT đàng hoàng. Bên ngoài góc thì nó có chạy xước sơ nè, Arinos nè, 5m3 cứng đồng khoảng 5H luôn nha anh em. Hàng nội địa Nhật. Bắt máy titanium thì thấy quá đỉnh nè. Thì cây này nó có một cái lỗi nha quý anh em ơi, vận chuyển về nó đè lên nó bị nứt chỗ này nè, nứt từ đây qua đây nè. Thì cái cây này á thì anh em có thể quấn chỉ lại, anh em gia cố quấn chỉ khúc này lại anh em câu ha. Hoặc là anh em có thể bỏ luôn cái lóng gốc, anh em câu xuống 4m2 vậy nha. Cái này nè, cây này hàng VIP nha quý anh em. Coi VIP lắm, nút nè, khoen xích đầy đủ hết, tất cả khoen zin đầy đủ hết nè, định vị lóng đâu nè. Nè. Đó, ở trên đây thì đẹp lắm, các mấy cái phôi trên đây không có dập nứt gì hết. Nói chung hàng nguyên zin nó vận chuyển về nó bị nứt chỗ đó thôi. Định vị khoen, định vị lóng hết. Đây nè, anh em thấy không? Cái ngọn nó cũng vậy luôn nha, ngọn cũng là ngọn sắn đặc trưng của con Bobo Love nè. Đó, ngọn zin của nó là định vị lóng luôn nè. 5H luôn nha quý anh em. Tự cần nói chung nó cần xịn nhưng mà vận chuyển về xui rủi nó dập thì không biết nó sao. Thế là mất phần nửa giá nha anh em. Thay vì cây này bình thường sẽ bán giá 1.800.000 thì nó dập bạ nó rồi bán 900 nha. Thì nói chung anh em nào muốn chơi cần xịn, phôi xịn thì anh em chơi thử cây này. Về chỗ này khắc phục nó cũng dễ nha. Quấn chỉ chỗ này lại. Cân nặng hiện tại của nó thì 150g nha anh em, ngọn 0.8, nút đầy đủ hết. Rồi cây này mã số 3 bán giá 900 nha. Tình trạng cần mình như vậy, 900. Tiếp tục lên cho anh em mình với cần tay lóng ngắn nha quý anh em. Ai muốn kiếm cái cần tay lóng ngắn săn hàng 5H thì cây này nha. Cây này săn hàng được luôn nha anh em, lóng ngắn thì cây này săn hàng được. Cây này hãng con Alpha Techco, hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật nha, bản premium nha anh em. Bản cao cấp premium nha. Đây tem nội địa nè, sản xuất Korea nhưng mà lưu hành đi chân Nhật nha. Hàng carbon 4m5. Cứng lắm, cây này cứng lắm nha. Cứng mà nãy khiếp lắm. 5H luôn á.
đó, phôi carbon còn rất là đẹp nè. Đây, cây này khá cứng nha. Cân nặng của mình là 160g, thu gọn 50cm. Rồi, cây này mã số 4 nha, bán giá 600, ngọn nó 1 ly. Tiếp tục lên cho quý anh em mình, đây cần ISO khoan nhỏ nha quý anh em. Đây, một cái cần ISO khoan nhỏ, bắt máy Fuji đời cao nè, hãng của Suzumi nha, đọt 2 dài 5m3. Đọt 2 dài 5m3, hàng của Suzumi, hàng carbon nha anh em. 4 Power, tem xuất Nhật đây. Cái này hàng chắc hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Fan Fuji, tất cả đều được fan Fuji hết. Đây, đó, chạy xước nhẹ sơ sơ vài chỗ nè, chạy xước sơ sơ một vài chỗ, mà tổng thể là cái nước phô mình nó còn sáng nha anh em. Đó, ngọn zin, phô zin hết toàn bộ của nó nha. Đọt 2 5m3, ISO khoan nhỏ. Rồi, cây này cân nặng của mình thì nó nặng là 236g, ngọn 1 ly 1. Cây này mã số 5 em bán giá 600 nha. Mã số 5 giá 600.000. Tiếp tục lên cho nên em mình một cái cần tay VIP nha nè. Hàng Gamakatsu Mark 2 nha. Lóng dài nè, nguyên zin nguyên bản toàn bộ hết. Mark 2 Gold luôn nha. 5m4, và cây này thích hợp cho anh em mình câu cá giết rồi nha. Cá giết, cá sú, cá mương nè. Hôm trước em nhớ là có 2-3 người hỏi em nữa. Một cây 5m4 mà siêu nhẹ chuyên câu cá giết nè. Còn VIP thì đây, em tuyển được một cây cho quý anh em mình nha. Không biết có xem video này không, em không biết. Cây này hàng Gamakatsu luôn nha, Mark 2 Gold luôn, thương hiệu số 1 Nhật Bản nha em. Nguyên zin nguyên bản 5m4 nè. Cây này nó tầm khoảng 1.5 thôi, nó cứng tầm khoảng 1.5 thôi nha. Chuyên cho mình em cầu cảm giác cần rất là mới. Đây, nguyên zin nguyên bản cần rất là mới, rất đẹp luôn. Nó chát à. Đây, ngọn zin của nó luôn nha, ngọn long phụng nha quý nè. Cây này ngọn zin 100% luôn. Nó cong không? Nó cong một chiếc o luôn á. Đó, 5m4 luôn nha anh em. Thế con cân nặng là bao nhiêu? 75g, 5m4 siêu nhẹ. 75g đúng là cần. Cái cần cầm cái cần lên cảm giác như không có cầm cái gì hết vậy. Nó nhẹ đến nỗi đó. 5m4 luôn, không nghĩ là đang cầm cái cần 5m4 luôn nha. Rồi, cây này mã số 6 giá 1.800.000 như quý anh chú bác. Lâu lâu mới được cây nha. Hàng Gamma 1.800.000, nói chung giá này đều dễ chơi dễ mua nha anh em. Tiếp tục lên cho anh em mình cái ISO khoan nhỏ nữa nha anh em. Cây này hàng của Daiwa có chế độ zoom luôn. Hàng Daiwa. Rất mới nha, cây này rất mới, rất đẹp luôn đó nè. Đọt 1 dài 5m3 nha anh em. Dòng Daiwa HS Made in Japan nội địa luôn nè. Đó. Có chế độ zoom luôn nha anh em nè. Đó, 5m3 zoom 4m5 luôn. Đây, cần rất mới nha anh em. Fan là fan Fuji, nắp chụp Fuji, fan Fuji luôn. Cần nguyên zin nguyên bản 100%. Ok, còn đẹp quá. Đẹp mà mới nữa nha. Zin nguyên bản 100%. Rồi, đọt 1 5m3 có chế độ zoom. Cân nặng của mình là 186g. Ngọn 1 ly. Rồi, cây này mã số 7 em bán giá 1.000.000 nha anh em. Mã số 7 giá 1.000.000. Tiếp tục lên cho anh em mình cần 2 khúc nha. Quý anh em chú bác nào đang tìm cây cần câu trên bè trên thuyền, câu cảm giác cứng 30 thì cây này nha. Cần hiển mà vừa chơi nè. Đó, cây này hàng của Shimano nha anh em. Hai cái băng ron của Shimano Argos xịn sò luôn nè. Nó cần rất đẹp, rất mới nha. Bắt máy Shimano chính hãng xịn sò đây. Hàng lá. Cứng 32m4. Đó, cần rất đẹp, rất mới nha anh em, đồ bô chống sắn luôn. Cây này như nhiều người tìm lắm. Thì quý anh em chú bác nào có xem video hai chút trước thì chốt nha. Đó, cứng 32m4, hàng Shimano chính hãng nha anh em. Hàng xịn lá rất đẹp. Cân nặng của mình là 269g. 269, ngọn cây này của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 8 em bán giá 1.200.000 nha. Mã số 8 giá 1.200.000. Tiếp tục lên cho anh em mình cái cần Ikeda nè. Cây này đẹp nhất, nắp hơn cái kia nữa.
Này, mắc máy Fuji nha, cần Ikeda. Hàng Ryobi. Bản special, bản đặc biệt luôn nè. Nè mọi người thấy không? Đẹp lắm nè nè. Tự trúc. Đẹp quá đẹp luôn. Cái này hàng đời mới nữa. Có chạy xước sơ sơ, chạy xước ngoài da một vài chỗ như như nè, đó. Quá nha anh em, 2m1 Ikeda, 2m1 kìa nè. Đây. Đẹp quá đẹp luôn. Nè, cái cây này ngọn rút gời được nữa nha anh em. Nè, nên anh em có thể làm thêm cái ngọn xe cua nha. Có những mấy dòng cần ngọn rút rời này đời mới nè. 21 cần rất là đẹp nha. Cân nặng của mình là 94g. Rồi cây này mã số 9 giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 9 giá 1,2 triệu. Tiếp tục lên anh em, ISO khoen nhỏ, cây độc to nè. ISO khoen nhỏ nha, nó tê bồ lớp nè. Đẹp lắm, cây này cũng mới chát nè. Mới tinh tơ, mắc máy Fuji nha anh em, độc 3 và 5m4. Đọc số 3 và 54 hàng nạp T nha. Bù lớp tem nội địa đây. Fan Fuji cây này mới thiệt. Đọc 3 quá chuẩn quá đẹp luôn. Đây. Sáng bù lớp. Thôi mới chát à. Thôi mới chát luôn. Hàng nguyên quản nguyên zin nó mới chịu chứ. Ha. Đọc 3 54 cây này nguyên bản luôn. Rất đẹp rất mới nạp T bù lớp. Cân nặng của mình là 303g. Ngọn của mình ngọn ly 2 nha quý anh em. Rồi, cây này mã số 10 em bán giá 1,4 triệu rồi nha anh em. Mã số 10 giá 1,4 triệu. Rồi tiếp tục là như quý anh em, hôm qua thì anh em nào mua một cây cây khoan xích gòn khi mua không kịp thì có thể mua lại cây này nha anh em. Cây này thì không phải khoan xích gòn nhưng mà cũng là khoan khu xích nha. Đó, kiểu cần y chang. Cây này thì 2m7. Anh em thấy không? Đây, hàng hãng Alpha Tackle. Đó, sóng carbon 2 da. Cốc máy Fuji Alpha Tackle cần đẹp lắm nha nè. Kamiwaya Dream Angel, giấc mơ gì nè. Giấc mơ thiên thần nè. Đó, cây này 3080, cứng 3080, dài 2m7, hàng Alpha Tackle, fan full xích nha nè. Tất cả fan xích hết, quá trời fan luôn á. Rồi buộc chúng sắn 1, 2, 3, chắc 19 fan nữa quá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, chính xác luôn. Bằng 19 fan cây qua luôn, cây qua 3m cũng 19 fan. Cây này 2m7 cũng 19 fan. Cũng là fan full xích nhưng mà không fan xích gold thôi. Nha. Nó kiểu cần y chang như vậy luôn. Anh em nào mua cây kia không kịp có thể mua được cây này nha. Giá rẻ hơn. Cân nặng của mình là 214g. Ngọn cây này của mình là 1 ly 9. Mã số 11 giá 1,2 triệu nha nè. Mã số 11 giá 1,2 triệu. Tiếp tục lên em còn súp nha. Một con súp carbon, cây này súp Daiwa nha. Súp Daiwa Rimi chữ đỏ T25 4m05 nha. Cứng 25 và 4m05. Dòng lan súp nha. Lan súp chữ đỏ Made in China như này, mấy cái dòng này thì 100% sản xuất China rồi. Anh em khỏi suy nghĩ nha. Có chạy xuất China xuất Nhật nha, có chạy xuất sơ sơ mà phôi cần còn đẹp nha anh em. Đây có công nghệ HVF chống nổ cần để mới nè. Fan Fuji. Tất cả fan Fuji không lỗi lầm nha. Đây cái góc thì chạy ở trên lóng nó còn rất là đẹp nha. Đó, định vị khoen. Vị khoen nha, cần nguyên zin 100% luôn. Cứ 25 và 4m05 nha quý anh em. Súp Rimi chữ đỏ, cái súp đai qua. Cân nặng của mình là 360g. Ngọn 2 ly 1, 2 ly 2. Cây này mã số 12 em bán giá 1,5 triệu nha. Mã số 12 giá của mình là 1,5 triệu. Rồi tiếp tục lên với quý anh em mình. Đây là ISO nha anh em. Một ISO khoen nhỏ nha, dài 9m nha. Ồ, ngựa 8m1, 7m2, kiếm loại mắt cây này 9m luôn, mới ghê. Hàng carbon, cây này hãng của Tiga gì nè.
Đó, bắt máy Fuji, fan Fuji toàn bộ hết nha quý anh em chú bác mình. Cần còn khá là đẹp, khá là bóng bẩy. Carbon ISO Busho bản Special Mode, bản đời mới, đặc dòng đặc biệt, dài 9m nha. Thực tế là dài 8m85 này quý anh em chú bác mình thấy chưa. Để 9m trên cần mà dài là 8m85 thực tế nè, nó điệu lắm nha. Ôi, bởi vì nhiều khi anh em mình chơi hàng Nhật bãi á, vậy anh em phải chấp nhận là cái chiều dài nó sẽ không bằng với thông số trên cần nha. Anh em vui dùng vô đó, còn chạy xước thì không thể tránh khỏi rồi. Có nhiều khi anh em về, cái anh em mua hàng về, cái anh em rút ra, anh em đo lại, lấy đo thiếu 1-2 xăng, vài xăng, cái anh em không nhận hàng, tội nghiệp người bán lắm nha anh em. Phải chấp nhận được cái chuyện là cái cần mình nó không đủ chiều dài, nó không nguyên bản nha. Phải chấp nhận chuyện đó. Đó, toàn bộ fan Fuji nè. Bộ fan đẹp, yeah luôn không? Quá trời fan luôn. Đây, hàng carbon. Bon xoắn nha anh em. Xoắn nhưng mà xoắn mịn nha. Sơn đen kiểu như đen móc vậy đó. Cần còn khá là đẹp. Đây, ngọt. Ngọn này ngọn carbon của nó luôn nha anh em. Không biết sao mà nó chơi cái ngọn màu kiểu này nè. Nó trên đây đầu đen nè. Nha. Đó, cây này em chưa rút ra thử nữa, chắc cũng cỡ 6H đó nha anh em. So với cần tay cũng cỡ 6H đó nha. Nó ISO phim nhỏ 9m. Anh em kiếm cái ISO 9m, cây này nguyên zin nha, nên anh chứ không phải cần tay của nó lên đâu nha. Đó, cây này anh em câu cá lớn xa bò được nè. Cân nặng của mình 560g nha. 560g, cái này ngọn hiện tại của nó là 1 ly 4. Cây này mã số 13, em bán giá 1.3 triệu luôn nha. Số 13 giá 1.3 triệu luôn. Tiếp tục lên cho anh em mình có cần luôn mấy ngang cần luôn hệ nha anh em, liền một khúc nha. Shimano Scott con bộ cạp nha. Anh em nào chuyên lua nhìn sẽ biết cái này cái lua hệ nha anh em. Đó, dòng này dòng một khúc. Máy ngang nha anh em, Shimano nè, Shimano Scott nè. Bantam Scorpion nha. Thông số đây, bộ cạp nè, bộ cạp. Đó, nó dài, cây này nó dài 6.6 là nó dài 1m98 nha anh em, nó lua từ 5 đến 20g, nó đại cá từ 6 đến 14 là bao. Hàng mắt in ra băng nội địa nha, phải xích gòn đây. Hàng xích gòn xịn xòn bò luôn. Nè. Còn bộ phần xích gòn hết nha, dạt 1m98 cần mấy ngang, một khúc liền một. Rồi, cân nặng cây này của mình là 147g. 147g, cây này ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 14, em bán giá 1.5 triệu nha quý anh em ơi. Mã số 14, giá 1.5 triệu. Rồi, tiếp tục lên cho anh em cái ISO biển, cái hàng của mình nở T nha anh em. Còn cái bao cần của nó luôn. Cần ISO biển nở T đây. Nè, nó chiên câu con cá này nè, trên cần có vẻ nè. Đó. Cần thì mới chát nha anh em, mới còn mua nước sơn luôn. Đây, hàng của NT, dòng ráp khúc 4 khúc nha anh em. Thông số cũng chả thấy đâu hết. Cái ISO biển 4 khúc. Thường thường mấy cái này là 4m25 đó nha anh em. 4m25 độ hoặc 5m25 độ mấy cây này nè. Anh em thấy không? Cây này hàng của NFT bắt máy Fuji tem vàng nè. Thì mấy cây này cũng vậy, nó cứng tầm khoảng 20-25 trong khoảng đó nha. Cái ISO biển đó nè. Cây này phen biển luôn. Tất cả đồ lỗ mấy rinh đẹp quá trời. Thì cây này em bán giá rẻ cho anh em mình chơi thử dòng này nha. Anh em mà đang cần thì mua nha. Cây này em nghĩ nó tầm khoảng 4m đo thôi. 2 mét 3 4 lóng là 4m. Đúng rồi, cây này khoảng 5m nha anh em. Cây này dài 5m á. Đó, ISO biển nha, dài 5m, cái pho rất là mới. Hàng NT. Tám trăm gram nha anh em. Cây này cân nặng 800g. Ngọn của mình, cây này ngọn của nó 1 ly 8 nha. Rồi, cây này mã số 15 nha, bán giá 1 triệu nha quý anh em chú bác mình ơi. Mã số 15 nha, giá 1 triệu. Bán giá 1 triệu, giá rẻ thôi cho nên mình chơi cảm nhận.
cái nút nở tên nó có một nút thôi nha, hai nút nhưng mà nó rớt mất một nút và nó còn một nút thôi. Đó, rồi tiếp theo lên cho anh em cái cần 3 khúc nha anh em. Cái này hàng của Ruby for xịn sò của Ruby luôn nè. Anh thấy cái phôi không? Dòng Super Helico nè, cái dòng rất là cao cấp, cái phôi cây này cũng rất là xịn, rất là cao cấp nha anh em. Tem vàng nội địa, cái tem mà hơn giá bảo hành nữa nè. Nè, anh em thấy không? Sóng hai da tới ngọn, fan xích có fan Fujigon, đầu bu mới đầu bu xích nha. Đầu bu xích gold môi chề luôn. Fan này fan Fuji đá xám trên gold. Thì cái cây này nó có một cái khoang bị hư đây. Cái khoang này nó gãy luôn rồi, em thay một cái fan Fuji chân đen vô nè nha anh em. Em đã thay khoang, em đi keo chỉ lên cho anh em mình rồi nè nha. Đó, anh em thấy không? Cái chân này chân gold nè, còn chân đen mà. Nhưng mà dòng xứ xích nha. Em thay cho anh em mình rồi đó. Cây này 3 khúc 3m3 nha anh em, cây này nó cứng tầm khoảng 60-80 nha. Cần 3 khúc, xoắn 2 da. Cái phôi này rất là cao cấp, phôi này rất là xịn nha. Hôm trước không biết anh kia anh lấy một cây rồi. Còn cây này không biết anh có lấy luôn không biết nha. Không nhớ anh điện thoại Nguyên hay gì ở Khánh Hòa. Anh lấy một cây rồi. Thì cây này không biết anh lấy luôn đủ cặp nha. Nếu mà anh lấy cây kia rồi chắc chắn anh gặp cây này anh sẽ lấy cây này. Tại vì cái phôi này so với giá em bán nó rất là rẻ. Rẻ hơn nhiều so với chất lượng mà mình số tiền bỏ ra và chất lượng cần mình lấy về nha. Đó. Cây này cân nặng của mình là 542g. 542g ngọn, cây này của mình là 202, cây này mã số 16 em bán giá 1,2 triệu nha anh em. Nếu mà anh có xem video này anh gặp chắc chắn anh sẽ lấy. Anh sẽ lấy hai cây cho đủ bộ luôn. Cây kia nó cũng 3m3 cũng y chang như luôn á, mà cây kia thì nó không có thay khoen. Hình như em nhớ em bán giá 1,4-1,5 triệu vậy. Còn cây này nó hư một khoen rồi nên em thay cái khoen. Bán 1,2 triệu nha. Tiếp theo lên cho anh em cái cán vợt nè. Cây này cán vợt nó còn luôn cái bao, nó còn luôn cái vành vợt và lưới đầy đủ hết cho anh em. Đó. Cây này nó có cái giá trên hộp nè. Thông số dài 5m4, 5 lóng nè, nặng 470g nè. Thu gọn 112cm, giá 16.000 yên nha anh em. 16.000 yên có phải tầm 3 triệu á anh em thấy cán vợt nha. Đây. Đây cái cán vợt của mình đẹp quá trời ta. Sóng hai da luôn nè. Video đầy đủ hết. 5m4 Super Remy Carbon. Không biết lóng trong này nó có hai da không. Rồi trong này nó không hai da rồi. Nhưng mà mới chát nha nè, bù lại là nó mới chát nha. Ồ, quá trời mới luôn. Ồ, mới chát luôn, mới gần như chưa rớt nước luôn nữa, đúng không? Quá đẹp nha nè, cái cán vợt 5m4. Đó rồi, cây này mã số 17 nha. Em bán giá 950. Đó, nên là muốn mua 3 triệu qua Nhật. Mua 3 triệu. Còn Việt Nam thì mua cây này gần như chưa sử dụng, giá 950. Cán vợt 5m4. Rồi tiếp tục lên anh em cần luôn máy đứng nha nè. Anh em muốn kiếm cây cần 2m4 máy đứng mà cứng nè, mà hàng đai qua xịn sò thì anh em lấy con này nha. Tầm giá thì giá tầm trung, giá quá rẻ nha. Cây này đai qua nè, cái bao này bao hộp thì có nó luôn nè. Đai qua Triford nè, 2m4 size M nha. Size M 2m4, nó lua từ đây, thông số chi tiết đây. Nó dài thực tế là 2m4 mà dài thực tế là 2m44 nha anh em. Ngọn 1 ly 9 nè. Thu gọn 126cm nè, góc 11.7 nè, 2 khúc nè, nặng 230g nè. Nó lùa từ 7 đến 25g nè, tải cá từ 8 đến 17 là bao nha nè. Đó, cái này hàng con đai qua. Đó, thông số chi tiết thì chuẩn của nó rồi. Thông số trên hộp của nó. Cần của mình đây. Nó mới chát nha, mới cũng gần như là chưa sử dụng cặp con sắn đây. Fan Fuji toàn bộ, bắt máy Fuji luôn nha anh em. Đây, cây này hàng made in Thái Lan, sản xuất Thái Lan nè. Rồi, thông số chi tiết cái nãy em báo bên đây mình rồi, giờ anh em phải nhìn ngoại hình thôi. Đó, cây này ba to đùng luôn nha. Cây này size M cần cứng nè, anh em quýnh cá lóc rồi, quýnh nhá sống rồi, cây này ngon nha. Hàng đai qua xịn sò thương hiệu của nó. Đó rồi, cây này mã số 18 em bán giá 900 nha nè. Mã số 18 giá 900.000. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cái cần tay cuối cùng nha. Đây, cái cần tay lóng dài nha anh em, chân dài miên man luôn nè. Nó thu gọn tới 1m4 luôn. Thấy không? Lóng dài thu gọn 1m4, bao cần cũng chính hãng của nó luôn, bao cần zin của nó. Đây.
những cái dòng cần này anh em kiếm không có ra, anh em kiếm không ra đâu nha anh em. Mấy cái cần mà lóng dài nè, lóng dài này để câu cá lớn nè, lóng bây giờ tới 1m4 tem nội địa nha anh em. Cái này hàng của Ruby dòng Power Action nè, hàng Ruby nội địa nha, lóng dài 7m nha anh em. Cây này 5H phiên bản special, bản đặc biệt dòng Super Carbonic nha. Cây này rất đẹp, nút bao đầy đủ hết nha anh em. Mấy cái dòng cần này anh em kiếm không ra đâu. Anh em nào chơi cần nhật được mấy ai sở hữu những cái dòng cần kiểu này, nó không có đâu nha anh em. Lâu lâu mới xuất hiện được một cây nha, không dễ kiếm đâu nha. Cây này form rất là mới, carbon sẵn, hàng nguyên zin nguyên bản 100% mà không lỗi lầm gì hết. Đầu vu xe 360 nè, phôi cần còn rất là đẹp, rất là mới, cứng tầm khoảng 5H nha anh em, dài 7m, hàng zin 100%, nước phôi rất là mới, rất là đẹp nha anh em. Có chạy xước sơ sơ thôi. Đây, lóng già thu gọn 1m4 nha. Cân nặng của mình là 192g, cân nặng 192g. Ngọn cây này của mình thì ngọn của nó, ngọn cái này 1 ly 2 nha mình, 1 ly 2 1 ly 3. Cây này mã số 19, mã số cuối cùng, giá 1,6 triệu nha. Đó là mã số cuối cùng trong video hôm nay. Quý anh em nào chốt đơn, quý lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 nha, 192035 em tin nghiệp. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Chúc anh em mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.